cao thượng xả ly tâm niệm án tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lớn cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí tôn và trí ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương yết kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được vị thánh đế chúng ngô qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biệt đời tâm không đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, hình như là tri chúng hôm nay có vấn đề, không thấy tri chúng cầm mic. Dạ, cảm ơn Hoàng Nguyệt, cảm ơn cô tu nữ Tây Duyên, cảm ơn Trần Đạo. Dạ, con xin được điện khuyết cho tri chúng, nếu cô Khê Ma cầm mic được thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu để Nhật Quỳnh nhường mic đến cho cô. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Thâm Má. Ồ, bữa nay tới Từ Mẫn á. Dạ, kính mời Từ Mẫn. Nam mô Bụt Tha Giá. Từ Mẫn ơi, Nhật Quỳnh không có nghe được âm thanh Từ Mẫn. Dạ, kính mời Từ Mẫn cầm một lời ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, hiểu không? Con xin sám hối với đạo tràng. Mà Bụt Tha Giá, Từ Mẫn ơi, má Từ Mẫn có vấn đề rồi, Nhật Quỳnh xin phép để điên khuyết, để mất thời gian của đạo tràng. Từ Mẫn quan hỷ.
Nam mô Bụt Tha dạ. Thưa đạo tràng dạ. Cảm ơn Hương Nguyệt nha. Không có ai cầm mic được hết vậy. Thôi bây giờ thì để tôi điện khuyết cho Từ Mẫn nha. Nhật Quỳnh hót bài lên đi Nhật Quỳnh ơi. Lúc Lan Dân Nguyệt đi chưa có để cái tựa cái bài kỳ ngạn hết trơn. Nam mô Bố Tha giá, đây là chương trình Phật Pháp Bố Tha Tham Ma trên Phao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Nhật Quỳnh móc lên đi Nhật Quỳnh. Tôi cái máy tôi bây giờ không có bỏ cái này ra cái là mất tiêu luôn đó. Thấy Từ Mẫn có giơ tay, Từ Mẫn muốn cầm mic không à? Nhật Quỳnh phát bài lên giùm đi Nhật Quỳnh. Đây là chương trình Phật Pháp Bố Tha Tham Ma trên Phao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè. Phát cái đó lên đi Nhật Quỳnh. Cái bài học hôm nay cũng chưa có nữa, thôi tôi trả mít ra. Không có bài học ở đây nữa rồi biết nói cái gì đây. Trời ơi, đã như vậy còn dài nữa hả? Có, Nhật Quỳnh có ở trong này. Nhật Quỳnh có với cái tên. Rồi, bây giờ tôi... Dạ, con trả mít cho con kính thỉnh... Thượng tọa Giác Lãng cầm mic. Nam mô Bụt Tha Giá, kính đại lễ chư Tôn Đức Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 6, 24 tháng 4 năm 2020. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài kinh khác của Trung Bộ Kinh, có tên là Kinh Mãn Nguyệt, Đại Kinh Mãn Nguyệt. Trước khi vào nội dung của bài kinh hôm nay, xin kính thỉnh Thượng tọa Bình Hạnh khoan hỷ đọc kinh Tam Bảo, và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Thượng tọa Tổ Sư để dẫn nhập cho bài kinh hôm nay. Kính thỉnh Thượng tọa Bình Hạnh. Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điệu ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng tri giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kinh lễ là phước tiện vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị bị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thai đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin biết hậu trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý hồi phản hồi thiên sứ chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thỉnh có giác đại lực nguyện tổng trì quy đức cầu phúc lành phá sanh. Sa thú kính rừng
Thưa tòa Minh Hạnh, thứ bất cứ ngày của thứ quý vị hôm nay các vị MC gặp trục trặc mà lại không có bài đọc, vì các vị quen đọc ở trên post ở trên room. Không biết là Đại Đức Thầy Tri hay là Siêu Nguyên Thông có vị nào giúp đọc bài hôm nay khi các vị có bài sẵn không, bài sẵn trong email. Không biết Đại Đức Thầy Tri hay Siêu Nguyên Thông có vị nào giúp đọc cho bài hôm nay không? Dường như các vị không có. Bạch Thượng Tọa Tuệ Siêu, kính thỉnh Thượng Tọa khoan nghỉ dẫn dập chư tăng của các vị nào có thể đọc được. Kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu khoan nghỉ dẫn nhập cho bài kinh. Kính thưa quý vị, hôm nay dường như là bệnh thóc chúng ta có vấn đề. Thượng tọa Nhất Đẳng thì cầm mic kêu nói chuyện được nghe tốt, nhưng mà những cái tay chat của Sư Nguyên Thông cũng như của cô Nhật Quỳnh, cô Từ Mẫn báo cho biết là đã có bài, nhưng mà Thượng tọa Nhất Đẳng không thấy. Không biết là quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh Mãn Nguyệt Đại Kinh. Chữ Mãn Nguyệt đó, gọi là Punna, Punama. Punama tức là cái ngày trăng tròn. Mà cái ngày trăng tròn tức là cái ngày Hố Tát. Mà thưa tôi xíu, thưa tôi quan hệ xem là biết ở trong room không còn nghe được nữa. Nhưng mà thưa tôi tôi xíu, thưa tôi có nghe được không? Nếu thưa tôi nghe được, xin thỉnh thưa tôi khoan hãy comment lại. Có trường hợp mà bệnh tính ra danh điện với sự còn ở trên. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không?
Dạ, xin cảm ơn Thượng Tọa. Hôm nay bài thoát của chúng ta hoặc là đường truyền nó có vấn đề. Cho nên gần như ai cũng bị trục trặc. Kính thưa quý vị, nội dung bài kinh này là Đức Phật Ngài trả lời cái câu hỏi của một vị tỳ kheo về quẩn. Trong đó vị tỳ kheo đã hỏi Đức Phật liên tiếp nhiều câu hỏi liên quan đến ngũ thủ quẩn. Rồi những cái câu hỏi liên quan đến cái vị ngọt, cái sự xúc ly, cái sự nguy hiểm về sự xuất ly của sắc thọ tưởng hình thức. Thì cuối cùng thì có một cái ý nghĩ sau khi được nghe Đức Thế Tôn Ngài nói về ngũ uẩn là vô ngã, thì vị tỳ kheo suy nghĩ nếu như nghiệp làm đứng cái tình trạng vô, có cái ngã nào để mà thọ cái quả của nghiệp đó hay không, thì Đức Phật Ngài biết được tư tưởng Ngài mở. Mà chúng ta phải xíu từ lâu khoa khí cộng mic lại, ở trong room đã không nghe được nữa. Sau ngày, ngày chết theo thế nào, kinh linh mơ của cha thú kính thưa kính thưa chủ tọa thưa sư, bây giờ để thỉnh sư Nguyên Thông Hoa Khỉ đọc cho bài học ngày hôm nay. Hôm nay thì đặc biệt là vị nào mà nhận email thì quý vị sẽ thấy rằng sư Tuệ Tri có chuẩn bị tất cả những bài kinh theo yêu cầu của chư tăng. Chúng tôi chỉ thêm cái phần phân đoạn ở đầu bài và chỉ thỉnh sư Nguyên Thông Hoa Khỉ đọc cho phần đầu thôi, giống như mỗi khi chúng ta đã đọc vậy đó. Kính thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là Nguyên Thông, con xin tôn lĩnh sư phụ đọc bài đầu bài của bài kinh Mahapinama. Kinh này đề cập đến một số định nghĩa của Phật về năm thủ quẩn: thân kiến, vị ngọt, nguy hiểm và sự xuất ly của năm quẩn, cách diệt trừ mạn tuyền miên. Và một đêm trăng rằm, trong Đông Viên, một vị tỳ kheo hỏi Đức Phật về căn bản của năm thủ quẩn. Đức Phật trả lời: dục là gốc của năm thủ quẩn. Vị tỳ kheo hỏi tiếp: sự chấp thủ là năm thủ quẩn, hay ngoài năm thủ quẩn có sự chấp thủ nào khác? Thế Tôn dạy sự chấp thủ không có ở nơi năm quẩn, cũng không ở ngoài năm quẩn. Khi có dục và tham đối với năm thủ quẩn thì đó là chấp thủ. Quẩn là gì? Tất cả sắc nội ngoại thô tế, liệt thắng xa gần, quá khứ hiện tại. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ. Đại Đức Sư Nguyên Thông không thấy được bài chát của Thượng Tọa Giác Đẳng rồi, và cũng không phải bài này luôn.
Dạ bây giờ Nhật Quỳnh kính mời tri chúng tự mẫn ạ. Mô Bích Tha giá, dạ để không mất thời gian, dạ con xin được chánh kinh ngày hôm nay ạ. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ mất nhiều thời gian quá, dạ con xin đọc ạ. Bài 109 Đại Kinh Mãn Nguyệt Maha Buồn Namana Sutta. Mãn Nguyệt Buồn Nama có nghĩa là ngày trăng tròn, tinh kinh đọc theo ngày rằm với lễ Bồ Tát, cũng là trường hợp hiếm khi lấy thời điểm trong tháng làm tựa đề cho bài kinh. Có hai bài kinh cùng tên, bài này dài hơn tên gọi là Đại Kinh. Nhân ngày Bồ Tát, một tỳ kheo hỏi Đức Phật về sự quán chiếu tự thân. Bậc đạo sư đã dạy về năm uẩn và quán chiếu bản chất vô thường, khổ, não, vô ngã đối với năm uẩn. Một ngàn ba mươi lăm, hỏi pháp hỏi về bản chất tự nhiên cũng là hỏi về tự thân. Nhân ngày Bồ Tát, hàng tháng một tỳ kheo bạch hỏi Đức Phật về năm thủ uẩn, những nhóm tác thành sự hiện hữu của chúng sanh, những thành tố này tạo nên bởi chấp thủ và những cũng là đối tượng của chấp thủ. Như vậy tôi nghe mời Thế Tôn tại sao Quách Thế Xa Vệ Bình Na Ra Má Đồng Viên Mi Ga Ra Má Tu Ba Sa Đá Lộc Mẫu Giảng Đường. Lúc bấy giờ trong ngày Bồ Tát, ngày trăng tròn, trong đêm trăng rằm, Thế Tôn đang ngồi giữa trời, xung quanh có chúng tỳ kheo đoan quay. Rồi một tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào bên vai, chắp tay vái Thế Tôn và bạch Thế Tôn: con muốn hỏi Thế Tôn một vấn đề đặc biệt, nếu Thế Tôn cho con được phép nói lên câu hỏi. Con xin sám hối. Vị này tỳ kheo hãy ngồi trên chỗ của ông và hỏi như ý ông muốn. Rồi vị tỳ kheo ấy sau khi ngồi xuống trên chỗ ngồi của mình, bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, có phải có năm thủ uẩn này, tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Này tỳ kheo, có năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn, lành thai, bạch Thế Tôn. 1036, chữ sự chấp thủ năm uẩn cũng là phần thuộc về năm uẩn. Tất cả hiện tượng chấp thủ, đối tượng của chấp thủ đều nằm trong ngũ uẩn. Tỳ kheo ấy sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn nói, hỏi Thế Tôn một câu hỏi khác, bạch Thế Tôn: năm thủ uẩn này lấy gì làm căn bản? Này tỳ kheo, năm thủ uẩn này lấy dục làm căn bản, bạch Thế Tôn, có phải chính chấp thủ ấy là năm thủ uẩn, hay là ngoài năm thủ uẩn có một chấp thủ khác? Này tỳ kheo, không phải chính chấp thủ ấy là năm thủ uẩn, cũng không phải ngoài năm thủ uẩn có sự chấp thủ. Này tỳ kheo, khi nào có lòng dục tham đối với năm thủ uẩn, ở đấy chính là chấp thủ. Bạch Thế Tôn, phải chăng có thể có sự sai khác trong lòng dục, lòng tham đối với năm thủ uẩn? Thế Tôn trả lời: này các tỳ kheo, có thể có. Ở đây, này các tỳ kheo, có người nghĩ như sau: mong rằng có sắc như thế này trong tương lai, mong rằng có thọ như thế này trong tương lai, mong rằng có tưởng như thế này trong tương lai, mong rằng có hành như thế này trong tương lai, mong rằng có thức như thế này trong tương lai. Như vậy, này các tỳ kheo, có sự sai khác trong lòng dục, lòng tham đối với năm uẩn. Dạ, con kính tri ân sư. 1037, chữ uẩn được định nghĩa theo thuật ngữ
khanh thá thường được dịch là uẩn hay ẩm, có nghĩa là nhóm, khối. Định nghĩa trong bài kinh này cho thấy uẩn bao gồm những gì đang hiện hữu, đã hiện hữu, sẽ sanh khởi ở nhiều dạng thức khác nhau. Nhưng bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là ý nghĩa chữ uẩn trong các uẩn? Này tỷ kheo, hàm sắc gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, như vậy là sắc uẩn. Hàm cảm thọ gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, như vậy là thọ uẩn. Hàm tưởng gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại, vân vân, xa hay gần, như vậy là tưởng uẩn. Phàm những gì, những hành gì, quá khứ, vị hiện tại, vân xa, phàm thức gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại, vân xa hay gần, vân. Như vậy, này tỷ một ngàn tám năm. Năm uẩn tạo thành do nhân, do duyên. Chính ở đây là trả lời thực tiễn cho câu chúng ta từ đâu đến qua cái nhìn của thiền quán. Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì được chấp nhận, gọi là sắc uẩn. Do nhân gì, duyên gì được chấp nhận, gọi là thọ uẩn. Do nhân gì, do duyên gì được chấp nhận gọi là tưởng uẩn. Do nhân gì, duyên gì được chấp nhận gọi là hành uẩn. Do nhân gì, duyên gì được chấp nhận gọi là thức uẩn. Bốn đại nhân. Bốn đại là nhân. Này các tỳ kheo, bốn đại là duyên được chấp nhận gọi là sắc uẩn. Xúc là nhân, xúc là duyên được chấp nhận gọi là thọ uẩn. Xúc là nhân, xúc là duyên được chấp nhận gọi là tưởng uẩn. Xúc là nhân, xúc là duyên được chấp nhận gọi là hành uẩn. Danh sắc là nhân, này các tỳ kheo, danh sắc là duyên được chấp nhận gọi là thức uẩn. Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là thánh kiến ở đây? Này các tỳ kheo, có kẻ vô văn phàm phu, không hiểu rõ các bậc thánh, không thuần phục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không hiểu rõ các bậc chân nhân, không thuần phục pháp của bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, xem sắc như là tự ngã hay xem tự ngã như là có sắc, hay xem sắc như là trong tự ngã hay xem tự ngã như là trong sắc, xem thọ như là tự ngã hay xem tự ngã như là có thọ, hay xem thọ như là trong tự ngã hay xem tự ngã như là trong thọ, xem tưởng như là tự ngã hay xem tự ngã như là có tưởng, hay xem tưởng như là trong tự ngã hay xem tự ngã như là trong tưởng, xem hành như tự ngã hay xem tự ngã như có hành, hay xem hành như là trong tự ngã hay xem tự ngã như là trong hành, xem thức như là tự ngã hay xem tự ngã như là có thức, hay xem có thức như là trong tự ngã hay xem tự ngã như là trong thức. Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là không thân kiến ở đây? Này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử đi đến các bậc thánh thuần phục pháp, thuần phục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, đi đến các bậc chân nhân, thuần phục pháp các bậc chân nhân, tu tập các bậc chân nhân, không xem sắc như là tự ngã hay không xem tự ngã
Dạ, mời Phật tử Nhật Quỳnh cầm mic đọc lại nha. Làm bị rớt mic rồi. Nam mô Bụt Thầy, dạ đạo tràng có nghe lại âm thanh của con không? Cho con xin một tín hiệu, dạ cảm ơn Hoa Nguyệt. Dạ con xin sám hối, con bị tét một cái đùng. Dạ con xin đọc tiếp ạ. Ở đây này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử đi đến các bậc thánh thuần phục pháp, các bậc thánh tu tập các pháp, các bậc thánh đi đến các bậc chân nhân thuần thục pháp, các bậc chân nhân tu tập pháp, các bậc chân nhân không xếp sắc như tự ngã, hay không xem tự ngã như là có sắc, hay không xem sắc như trong tự ngã, hay không xem tự ngã như là trong sắc, không xem thọ như là tự ngã, không xem tự ngã như là trong thọ, không tưởng như là tự ngã, hay không xem tự ngã như là trong tưởng, không xem hành như là tự ngã, vân vân, hay không xem tự ngã như là trong hành, không xem thức như là tự ngã, vân vân, không xem tự ngã như là trong thức. Như vậy này các tỳ kheo là không thân kiến. Bạch Thế Tôn, cái gì là vị ngọt của sắc, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly, cái gì là vị ngọt của thọ, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly, cái gì là vị ngọt của tưởng, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly, cái gì là vị ngọt của hành, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly, cái gì là vị ngọt của thức, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly. Này các tỳ kheo, lạc hỷ, vì duyên sắc khởi lên như vậy là vị ngọt của sắc. Cái gì vô thường, khổ, bị biến hoại trong sắc, như vậy là sự nguy hiểm của sắc. Sự nhiếp thục, sự nhiếp phục dục tham đối với sắc. Sự đoạn diệt dục tham như lệ, như vậy là sự xuất ly của sắc. Này các tỳ kheo, lạc hỷ, vì duyên do thọ khởi lên, như vậy là vị ngọt của thọ, vân vân, như vậy là sự xuất ly của thọ. Này các tỳ kheo, lạc hỷ, vì duyên tưởng khởi lên, như vậy là vị ngọt của tưởng, vân vân, là sự xuất ly trong tưởng. Này tỳ kheo, lạc hỷ, vì duyên hành khởi lên, như vậy là vị ngọt của hành, vân vân, là sự xuất ly của hành. Này các tỳ kheo, lạc hỷ, vì duyên thức khởi lên, như vậy là vị ngọt của thức. Cái gì vô thường, khổ, bị biến hoại trong thức, như vậy là sự nguy hiểm của thức. Sự nhiếp phục dục tham đối với thức, sự đoạn diệt dục tham, như vậy là sự xuất ly của thức. Bạch Thế Tôn, do gì, do thấy gì mà không có mạng tùy miên rằng ta là người làm, sở thuộc của ta là người làm, đối với tự thân có ý thức và đối với cả tướng ở ngoài. Này tỳ kheo, phàm có sắc gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, đối với tất cả sắc thấy được như thật với trí tuệ là: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Phàm có thọ gì, vân vân, tưởng gì, vân vân, hành gì, vân vân, phàm có thức gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, đối với tất cả thức thấy được như thật với trí tuệ là: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Này các tỳ kheo, do biết như vậy, thấy như vậy, nên không có mạng tùy miên rằng ta là người làm, sở thuộc của ta là người làm, đối với tự thân có ý thức và đối với tất cả tướng ở ngoài. 1039, chỉ có quả chứ không có người gặt quả. Sự hiện hữu trong ý nghĩa tận cùng là sự đáp đổi, nối tiếp những nhân và quả. Không có người tạo nghiệp, cũng không có người gặt quả. Rồi một tỳ kheo khác khởi lên sự suy tư như sau: nếu được nói rằng chư tâm giả, sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã,
Như vậy, những hành động do vô ngã làm đã được ngã vào cảm thọ kết. Thế Tôn biết được tâm tư của tỳ kheo ấy với tâm tư của mình, liền nói với các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, sự kiện này xảy ra khi ở đây người thiểu trí, vô minh với tâm bị tham dục chi phối, lại nghĩ cần phải vượt qua lời dạy của bậc đạo sư với câu hỏi. Nếu được nói rằng, chư tôn giả, sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã. Như vậy, những hành động do vô ngã làm được, ngã nào cảm thọ kết quả? Này các tỳ kheo, các ông đã được ta huấn luyện tìm kiếm nhân viên chỗ này, chỗ kia, đối những pháp này, pháp khác. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỳ kheo, sắc là thường hay vô thường? Vô thường, bạch Thế Tôn. Những gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Những gì vô thường khổ bị biến hoại có hợp lý chăng khi xem cái này của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, vậy bạch Thế Tôn. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỳ kheo, thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân, thức là thường hay vô thường? Vô thường, bạch Thế Tôn. Những gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Những gì vô thường khổ bị biến hoại có hợp lý chăng khi xem cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. Do vậy, này các tỳ kheo, phàm có sắc gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, vân vân, tất cả loại sắc cần phải như thật quán. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Phàm có thọ gì, phàm có tưởng gì, phàm có hành gì, phàm có thức gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, vân vân, tất cả loại thức cần phải như thật quán. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Như vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử yểm ly đối với sắc, yểm ly đối với thọ, yểm ly đối với tưởng, yểm ly đối với hành, yểm ly đối với thức. Do yểm ly nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát. Trong sự giải thoát vị ấy biết được vị ấy đã giải thoát. Vị ấy biết sanh đã tận, phạm hành đã thành, những gì nên làm đã làm. Từ nay không còn trở lại đời sống thế này nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi sự giảng dạy này được nói lên, tâm của 60 vị tỳ kheo được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Nam mô Bụt Tha Giá và bản chánh giác. Đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đại đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ sư có nghe được âm thanh con kính nhân Bích Tính sư. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú lần thai. Nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sanh Khả Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tề Quyền, thượng tọa Minh Thành, cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học bài kinh Mãn Nguyệt, Đại Kinh Mãn Nguyệt. Có nghĩa là giống như những cái bài trước
có nghĩa là do cái bài kinh này dài, bài kinh này dài, thành ra được đặt là đại kinh. À, đây là một cái bài kinh cũng đặc biệt. À, đặc biệt là như thế nào quý vị? Có nghĩa là lấy theo cái ngày rằm, lấy theo cái ngày trăng tròn, ngày lễ Bồ Tát, để mà làm cái tựa của cái bài kinh Maha Bunnama, Maha Bunnama. Đây là một cái chúng ta thấy rất là đặc biệt. À, vậy thì ở trong cái ngày Bồ Tát này thì có một cái vị tỳ khu nhân ngày Bồ Tát mới hỏi Đức Phật, mà xin hỏi Đức Phật về cái năm thủ quẩn. Khi mà được sự đồng ý của Đức Phật rồi thì cái vị này mới nêu lên cái câu hỏi của mình. Thì lúc đó, trong cái lúc mà hỏi những cái điều này đó, thì quý vị thấy rằng là coi như là Đức Thế Tôn cùng với chư tỳ khu ngồi giữa bầu trời, giữa bầu trời. Đây là một cái hình ảnh làm cho chúng ta cảm nhận rất là thanh tịnh và trong sáng, rất là thanh tịnh trong sáng. Thì lúc đó, cái vị tỳ kheo này mới hỏi Đức Phật là đối với năm cái thủ quẩn này, tức là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, thì có năm cái thủ quẩn này, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó. Vậy thì cái sự mà chấp thủ về năm cái quẩn này nó là một cái hiện tượng hay là năm thủ quẩn này là lấy cái gì mà làm căn bản? Thì kính thưa quý vị, trước tiên khi mà chúng ta nghe nói về quẩn chúng ta hơi khó hiểu. Nhưng mà thật sự ra banh chá khanh thá có nghĩa là banh chá, có nghĩa là năm, khanh thá có nghĩa là quẩn. Vậy thì cái quẩn này là nó chỉ cho cái gì? Nó chỉ cho nhóm là cái gì mà nó được tụ lại thành một nhóm, hoặc là một khối, hoặc là một đống. Thì như vậy đó là chúng ta đều kêu nó là khanh thá. Nhưng mà ở trong cái phần này đó thì chúng ta thấy rằng là tại sao mà gọi là quẩn? Tại vì nó được nhóm hợp lại, những cái thành phần gì nó giống nhau, nó được nhóm hợp lại đó. Nói chung là về quẩn thì có năm quẩn. Nói về thí dụ như là ở trong năm quẩn đó, nó có cái gì? Nó có sắc quẩn, nó có thọ quẩn, nó có tưởng quẩn, nó có hành quẩn, nó có thức quẩn. Vậy thì tại sao mà được gọi là sắc quẩn? Tại vì ở trong đó nó có những cái thành phần nó giống nhau, nó giống nhau nên nó được hợp lại, nó hợp lại thì nên chúng ta gọi tên cái đó là sắc quẩn. Chúng ta sẽ gọi tên cái đó là sắc quẩn. Vậy thì những cái thành phần ở trong đó nó giống nhau là như thế nào quý vị? Đối với sắc quẩn nó đều có một cái đặc tính chung, nó đều có cái đặc tính chung là tiêu hoại và đổi thay. Có cái sự tiêu hoại và có sự thay đổi. Thành ra bất cứ một cái sắc nào cũng vậy. Bất cứ chúng ta thấy rằng nếu mà nói theo ở trong vi diệu pháp là cái nhóm sắc pháp, có sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, vân vân. Hoặc là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc nam tính, sắc nữ tính gì đó. Nó có rất là nhiều cái loại sắc. Cũng như là ở trong người của chúng ta, ở trong người của chúng ta đó, thì có những cái bộ phận đó, thì theo những cái danh từ Phật học sẽ gọi những cái đó nó thuộc về sắc thần kinh, hay là gọi là sắc nam tính, hay là sắc nữ tính gì đó, vân vân. Là theo ở trong Phật học thì gọi như vậy. Nhưng mà ở trong cơ thể của chúng ta đó, thì chúng ta nhiều khi là chúng ta kêu là mắt, lỗ tai, lỗ mũi, hoặc là lưỡi, vân vân.
thì ở trong những cái đó, nó ở trong danh từ Phật học đó, gọi là các cái sách, à, các sách. Rồi à, tại sao mà nó được xếp vào à, chung một nhóm Rubakantha là tại sao? Tại vì những cái sách đó nó đều có một cái đặc tính chung, nó là tiêu hoại, à, đổi thay, nên nó được gom chung vào là một nhóm, à, được gom chung vào một nhóm. Rồi à, đối với thọ cũng vậy, à, đối với thọ cũng vậy. Có người ta nói, ủa nếu mà thọ, à, cái chi pháp chỉ có là sở hữu thọ thôi, à, một cái sở hữu thọ thôi, nhưng mà tại sao mà cũng được gọi là quê đá na khanh thác, có nghĩa là thọ quẩn. Khi mà mình nói chung á, à, thì chúng ta nói rằng là thọ, à, là chúng ta chỉ nói cái sở hữu thọ, à, hoặc là cái cảm giác, à, cái cảm giác nó, mình nói vậy á, là nó, mình biết rồi. Nhưng mà khi mà phân tích ra đó, là quý vị thấy rằng là chúng ta có nhãn thọ nè, chúng ta có nhĩ thọ nè, chúng ta có tỷ thọ nè, à, chúng ta có thọ lạc nè, thọ khổ nè, à, thọ không lạc không khổ nè, đó. Thì khi mà phân tích ra đó, thì nó có nhiều. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng là coi như là thọ cũng được xếp vào là trong cái thọ quẩn đó. Vậy thì chúng tôi đầu tiên á, là chúng tôi muốn nói rằng là đối với là tại sao mà được gọi là quẩn, tại vì nó có những cái thành phần, là những cái thành phần nó kết hợp lại, là nó thành một nhóm giống nhau, nó thành một đống giống nhau, thành ra gọi là quẩn thôi. À, chứ không có cái gì mà để cho chúng ta phải suy nghĩ nhiều thêm. Đó, rồi cái vị tỳ kheo này hỏi á, đối với năm cái thủ quẩn này lấy cái gì, lấy cái gì làm căn bản? Thì Đức Phật đã trả lời cho vị tỳ kheo nghe là năm cái thủ quẩn này á, lấy dục làm căn bản. À, có nghĩa là như thế nào quý vị? Tại sao mà chúng ta có cái những cái quẩn này? À, tại sao mà chúng ta có những cái quẩn này? Ví dụ như bây giờ chúng ta nói về sắc quẩn đi, à, tại chúng ta nói về sắc quẩn đi, thì ở trong cái sắc quẩn đó, nó có những vị, nó có những cái sắc mà do nghiệp nó sanh, à, những cái sắc mà do nghiệp nó sanh, những cái sắc mà do nghiệp nó sanh là những cái sắc nào? À, đối với con người của chúng ta đó, là chúng ta thấy nè, con mắt nè, lỗ tai nè, rồi lỗ mũi nè, lưỡi nè, rồi thân của chúng ta, à, có nghĩa là chúng ta có những cái giác quan mà ở trong kinh gọi là năm cái sắc thần kinh, à, sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân, đó thì là do đâu quý vị? À, do nghiệp nó tạo ra, à, do nghiệp nó tạo ra. Bây giờ chúng ta có con mắt á, nó đẹp hay là nó xấu? Có cái mũi nó cao hay là cái mũi xẹp? Chúng ta có lỗ tai nó thính, hoặc là chúng ta có những cái vị giác nó mạnh hay là yếu? Nó đều là do nó, những cái đó là nó do nghiệp nó hình thành đó. Rồi ví dụ như bây giờ chúng ta là nam hay là nữ, không phải là một cái vị thượng đế nào mà nắn chúng ta mà gán cho chúng ta là nam là nữ hết, là do nghiệp nó hình thành. À, chúng ta do nghiệp ở trong quá khứ chúng ta tạo cái nghiệp gì đó mà bây giờ chúng ta sanh làm một cái người nam, do chúng ta cũng tạo một cái nghiệp gì đó nên chúng ta sanh lại làm người nữ đó. Vậy thì đối với năm thủ quẩn này đó, lấy dục mà làm căn bản, ngay trong hiện tại này mình có cái sự ước muốn và hoặc là mình có cái sự tham đắm, như những cái kỳ giảng trước đó chúng tôi cũng đã từng kể lại cho quý vị nghe. Tiền thân của tín nữ Visakha ở trong quá khứ đâu phải là tự nhiên ở trong cái kiếp đó bà sanh lên bà làm tín nữ Visakha, do ở trong cái thời Đức Phật quá khứ, lúc đó đối với một cái cô tín nữ đó, cổ đi đến để mà đảnh lễ, để mà nghe pháp, để mà cúng dường Đức Phật và chư tăng. Cổ đã nghe Đức Phật quá khứ tán dương cái người con gái ngồi ở trước mặt đó là một cái vị tín nữ đệ nhất về bố thí, trong cái hàng tín nữ cô đó là đệ nhất về bố thí. Thành ra khi mà cô này cũng nghe rồi đó, cổ quen hỷ quá nên cổ phát nguyện ở trong tương lai mình sẽ trở thành
là cái người tín nữ mà có cái tính tâm về đệ nhất về bố thí đó. Thì khi mà người ta có cái đó gọi là cái gì quý vị? Gọi là cái ước muốn. Rồi khi mà có cái ước muốn đó, đó thành ra người ta sẽ làm cái gì? Người ta sẽ tạo những cái thiện nghiệp, tạo những cái nghiệp gì đó để làm chi? Để tiến đạt đến cái địa vị đó. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng là đối với năm thủ uẩn này lấy dục là căn bản, thì có những người người ta ước mơ người ta sẽ trở thành một cái vị đệ nhất về niềm tin, đệ nhất về bố thí. Hoặc là có những người quý vị thấy rằng người ta cũng mong rằng ở trong một cái kiếp sống nào đó người ta có cái giọng hát nó hay, hoặc là trở thành một cái ca sĩ, hoặc là trở thành một cái người đẹp gì đó. Quý vị thấy ở trong kinh đều có những cái điều đó. Ví dụ như đối với tiền thân của một cái vị thánh ni Upalawana, Upalawana đó, thì quý vị thấy rằng ở trong quá khứ cũng vậy, cũng khi mà cúng dường cái sấp vải đó, cái miếng vải đó, cũng nguyện rằng là đời nào mà sanh lại làm người là phải là cái người đẹp tuyệt trần, đến nỗi mà những người thanh niên nào nhìn vô cũng mê, trừ ra quyến thuộc của cô ta không. Đó, thì chúng tôi kể ra những cái điều này là để muốn nói về là cái đối với cái năm thủ uẩn này lấy cái gì làm căn bản, để mà chúng ta có cái ngũ uẩn ở trong những cái đời sống sau nữa. Có nghĩa là chúng ta có mặt ở trong cái đời sống sau nữa là do lấy dục, lấy dục làm căn bản, có nghĩa là có cái sự ước muốn đó. Rồi tiếp theo đó thì cái vị tỳ khu này mới hỏi Đức Phật nữa, ngoài đối với có phải là chính cái sự chấp thủ, chấp thủ năm cái quẩn này là ở trong thân hay là ngoài cái ngũ quẩn này có một cái chấp thủ khác nữa không? Đó, thì lúc đó Đức Phật mới trả lời cho cái vị tỷ kheo này nghe, không phải chính cái sự chấp thủ cái sự chấp thủ của năm cái thủ quẩn này cũng không phải là ngoài cái thủ quẩn này đó, mà khi nào mà mình có lòng dục, có lòng tham đối với năm thủ quẩn này thì chính cái lúc đó là mình có cái sự chấp thủ. Vậy thì ở trong đây nó có một cái điều chúng tôi cũng như giống như là có những người người ta đổ thừa, thí dụ như là tại có cái bài hát nó hay quá thành ra tôi mới say đắm, hoặc là tại có cái hình ảnh đó, cái bức tranh đó, hoặc là cái con người đó, thì do vậy tôi mới sanh khởi lên cái tâm tham lắm. Đó có nghĩa là quý vị thấy rằng ở thế gian người ta ưa đổ thừa, do có cái sự đẹp đó ra mình mới ham thích đồ này kia. Thành ra khi mà người ta bị cái tâm mà người ta vướng vào đó rồi đó, thì người ta không có nhìn ra cái sự thật. Chứ thật sự ra đó, quý vị thấy rằng là các hoa mỹ ở đời không phải là dục, chỉ có tâm ham thích của con người mới gọi là dục. Đó, thì chính cái chỗ này là quý vị thấy rằng là đối với những cái quẩn này, những cái sự mà chấp thủ ngũ quẩn này, khi nào mà mình có lòng dục, khi nào mà mình có lòng tham đối với cái quẩn này, thì chính là lúc đó chúng ta là có cái sự chấp thủ. Thêm nữa là quý vị thấy rằng ở trong cái thập nhị nhân duyên, ái duyên giao thủ, ái duyên giao thủ là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là khi mà ái càng mạnh thì nó sẽ trở thành thủ, ái càng mạnh nó sẽ trở thành thủ. Ái cũng là sở hữu tham, chi pháp cũng là sở hữu tham, cái sự chấp thủ cũng là sở hữu tham. Vậy thì hai cái điều này với nhau là cái chỗ nào? Khi mà chúng ta mà thích cái gì quá mà nó càng ngày nó càng thích, càng ngày nó càng mạnh, thì như vậy thì nó sẽ trở thành cái sự chấp thủ, nó sẽ trở thành cái sự chấp thủ thôi. Đó, vậy thì
Đức Phật đã trả lời cho cái vị này nghe, cho chư tỳ khưu nghe, là khi nào mà cái lòng dục, lòng tham đối với năm thủ quẩn này thì chính là lúc đó là cái sự chấp thủ. Thành ra đó, ngay chỗ này chúng ta có thể rằng chúng ta nhớ là ở trong cái cuộc đời này có những lúc chúng ta, nếu mà chúng ta quán xét kỹ lại là chúng ta thấy rằng mình không có cái sự đổ thừa, mình không có sự đổ thừa cái người đó họ như vậy, họ làm tôi sân lên, hoặc là cái người đó do cái cảnh đó nó đẹp, thành ra tâm của chúng tôi mới bị cái sự dính mắc. Thành ra có nhiều người bị, người ta nói mình tu mình không cần phải có cái sức khỏe, nếu mình có cái sức khỏe là mình sẽ bị tham đắm, hoặc là mình tu mình không có được, cũng như là mình sống không có được cái sự mà hưởng các cái dục công đức, vì mình hưởng những cái dục đó mình bị tham đắm. Hoặc là có những người, người ta bắt ví dụ như là đối với cái đời sống tu sĩ là phải khổ hạnh, phải kham khổ. Cái điều đó, chúng tôi cũng nói hoài, nếu mà mình tu mà mình đòi khổ thì nó rất là dễ quý vị, nhưng mà mình tu mà mình đòi sướng thì cái chuyện đó mới là cái chuyện khó. Là tại sao? Tại vì con người của chúng ta sống theo cái phước báo. Cái người mà có phước thì coi như là đầy đủ, đầy đủ, dù người ta ở trong cái môi trường tu tập hay là ở cái cuộc sống ngoài đời. Nếu mà những người đó mà có phước thì coi như là tự động người ta sẽ có. Bây giờ quý vị hình dung lại đi, tại sao mà hồi xưa đó, chúng ta còn nhỏ đó, chúng ta cấp sách đến trường, chúng ta ôm cái cặp mà chúng ta đi học, chúng ta phải có người phải đi bằng xe bò, có người phải đi bộ, có người thì may mắn lắm là được đi xe đạp, cha hoặc là mẹ hoặc là cô cậu chú bác gì chở đi. Nhưng mà tại sao là bây giờ là có những cái đứa trẻ nó được được tài xế của cha và mẹ nó chở đi bằng những chiếc xe những chiếc xe hơi mà thậm chí bằng những cái chiếc xe đời mới nữa. Thì quý vị thấy rằng nếu mà mình so ra cái tuổi đó, cái tuổi đó, cái tuổi của những cái đứa đó bây giờ với cái tuổi của mình ngày xưa mà cũng chung bằng cái tuổi đó, mà tại sao nó có cái sự khác biệt? Có nhiều người, người ta nói rằng là tại vì ngày nay là khoa học phát triển rồi này kia. Không phải, khoa học phát triển nhưng mà cũng có đứa được như vậy, có đứa không được như vậy. Là cái điều này là do đâu quý vị? Do cái phước. Do một người có phước, một người không có phước. Tôi hồi đó tôi không có phước, thành ra cái tuổi đó tôi đi học lớp 2, lớp 3 tôi cũng đi bằng xe bò để học. Còn bây giờ đó, đứa này nó cũng lớp 2, lớp 3 nhưng mà nó được đi bằng chiếc xe hơi đi học, mà thậm chí có người đón, người đưa. Đó, thì mình bây giờ có nhiều người ta nói là tại cha mẹ nó làm chuyện gì đó chắc không phải là làm chân chánh đâu, thành ra mới có xe hơi đồ này kia. Cái chuyện đó là kệ, cái chuyện đó là kệ. Nhưng mà mình nói ở đây là mình nói rằng là có cái sự mà nó khác biệt, nó có cái sự khác biệt đối với cái người này và cái người kia. Đó, hoặc là có người ta nói rằng là tại cái thời đó khoa học chưa phát triển, tại cái thời nay khoa học phát triển rồi, không có tại cái gì hết á, là do cái phước của con người, cái phước của con người, thành ra cái người đó có phước thì người ta được hưởng, còn cái người mà không có phước á, thì mình phải chịu thôi. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng là ở trong cái chỗ này á, chúng tôi muốn nói rằng là Đức Phật đã nói rằng là do cái lòng dục hoặc là do cái sự tham muốn đối với cái ngũ quẩn, chứ chúng ta không đổ thừa, chúng ta không đổ thừa là tại cái cảnh đó đẹp hoặc là tại cái thời nay nó như vậy, cái thời kia nó như vậy, mình không có đổ thừa. Còn cái hành động, cái hành động của con người á, thì mình mới nói đúng rồi, tại nó sướng quá nó sanh tệ, nó sung sướng quá thành ra nó sanh ra tệ hại như vậy đó, thì cái đó nó là một cái điều khác, cái đó nó là một cái điều khác. Đó, vậy thì quý vị thấy rằng tiếp theo á, thì
cái vị này cũng hỏi bạch Đức Thế Tôn, mà phải chăng có cái sự sai khác ở trong cái lòng dục tham đối với năm cái thủ uẩn này đó? Thì Đức Phật đã trả lời cho cái vị tỳ kheo này nghe. Tiếp theo, có những cái người người ta mong rằng cái sắc của người ta như thế này ở trong tương lai, mong rằng cái sắc người ta như thế kia ở trong ở trong tương lai họ sẽ được như thế này, được như thế kia. Thì cái ngay chỗ này thì quý vị thấy rằng là coi như là nó vướng, nó bị vướng, nó bị vướng vào cái sự chấp thủ, nó nặng rồi, nó vướng vào cái sự chấp thủ nó nặng rồi. Quý vị thấy rằng đối với chúng ta, chúng ta ai cũng vậy, ai cũng vậy, cũng mong cho mình có cái sắc nó tốt, sắc nó đẹp, có cái sắc nó trẻ, hoặc là có cái sắc nó cũng như là nó thù thắng vân. Nhưng mà quý vị thấy rằng là ở trong lời của Đức Phật dạy, dù cho cái sắc ở trong quá khứ, ở trong hiện tại, ở trong vị lai, xa gần, thô tế, thù thắng hay hạ liệt, nhưng mà những cái sắc đó nó cũng bị cái sự gì, bị vô thường, khổ, vô ngã. Có nghĩa là nó sẽ bị cái sự mà biến hoại, đổi thay. Đó, đối với sắc quẩn cũng vậy, thọ quẩn cũng vậy, mà tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, nó cũng đều bị biến đổi của cái sự vô thường, khổ, vô ngã. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng dù cho, thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái bài nói rằng đối với cái sắc mà thù thắng và cái sắc hạ liệt là cái sắc nào, có nghĩa là quý vị thấy rằng thí dụ như đối với những vị chư thiên, người ta có sắc tế, người ta có cái sắc nó thù thắng hơn. Cái sắc của chư thiên nó ít, cái cơ thể của chư thiên nó ít hôi hơn cái cơ thể của chúng sanh nhân loại. Mà của cơ thể của chúng sanh nhân loại thì nó ít hôi hơn là những cái chúng sanh mà ở trong cái cõi thấp, cõi bàn xanh đường kia, vân vân. Đó, thành ra nó xa gần, nó thù thắng hay hạ liệt, nhưng mà cuối cùng thì sao vậy? Cuối cùng thì nó cũng nằm ở trong vô thường, khổ, vô ngã. Cuối cùng nó cũng nằm ở trong đó. Thành ra chính vì vậy đó mà một cái vị tỷ kheo một cái vị mà tu tập với cái trí tuệ của thiền quán mà quán xét được những cái điều đó, thì mình mới không có chấp, chúng ta mới không có chấp về những cái sắc, chúng ta không có chấp về những cái sắc, dù cho cái sắc, cái người của chúng ta nó đẹp hay là nó xấu cũng vậy, những cái cảm thọ gì nó khởi lên từ những cái gì mà ở cái thân của chúng ta, dù cho cái cảm thọ đó nó là thuộc về mà thọ lạc hay là thọ hỷ cũng vậy, nhưng mà cuối cùng rồi sao vậy? Cuối cùng nó cũng phải thay đổi thôi, cuối cùng rồi nó cũng phải biến đổi, nó cũng thay đổi thôi. Thành ra do vậy mà chúng ta không có chấp vào cái đó. Đó rồi quý vị thấy rằng ở trong cái tiếp theo đó thì cái vị này mới hỏi rằng do cái nhân gì mà được chấp nhận là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, đó hành quẩn và thức quẩn. Đó thì như hồi nãy chúng tôi đã giải thích những cái nào mà nó có đặc tính nó giống nhau mà đối với sắc quẩn thì nó được xếp chung vào một cái quẩn, một cái đống đó. Đó rồi đối với do cái nhân gì mà mình được gọi là thọ quẩn, do nó cùng có một cái sự gì, một cái sự lãnh nạp, một cái sự cảm nhận. Ví dụ như bây giờ quý vị nói rằng nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, hoặc là chúng ta nói rằng cái thọ khổ, thọ khổ, thọ lạc đi. Đó. Thì nó có đặc tính chung là gì quý vị? Cái sự lãnh nạp, mình lãnh nạp cái trạng thái nó vô, mình lãnh nạp cái trạng thái nó vô. Thành ra đó, do những cái nguyên nhân này mà được xếp vào gọi là thọ quẩn. Rồi đối với tưởng quẩn cũng vậy, là tại sao mà gọi là tưởng quẩn? Do cái những cái thí dụ như là sắc tưởng, hoặc là
thinh tưởng, hoặc là đối với những cái nào mà nó có sự mà nhớ lại, là nhận biết và nhớ lại, thì coi như là dù cho đó là sắc tưởng hay là thinh tưởng gì cũng vậy, chúng ta đều xếp chung vào một cái gọi là tưởng quẩn. Chúng ta đều xếp chung vào một cái tưởng quẩn quý vị. Đó, vậy thì ở trong cái bài này theo chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng cái chữ quẩn nó rất là quan trọng. Nhưng mà khi mà mình hiểu được cái điều này rồi thì coi như là mình sẽ nhớ và mình không còn bị cái sự rắc rối nữa. Có nghĩa là bây giờ cái gì mà chúng ta thấy rằng có cái sự mà nó được nhóm chung thành một đống, thành một cái nhóm thì cái đó thì được gọi là quẩn. Đó, vậy thì chúng ta đang học về cái ngũ quẩn này thì ở trong đó có cái gì? Có sắc quẩn, có thọ quẩn, có tưởng quẩn, có hành quẩn, có thức quẩn. Thì những cái nhóm này nó giống nhau, thành ra nó được xếp vô thành một nhóm mà nó giống nhau thôi. Đó, thì nếu mà chúng ta mà hiểu được cái chỗ này thì chúng ta sẽ không thấy khó về cái quẩn nó rồi. Rồi thế nào mà được gọi là thân kiến quý vị? Thân kiến cái điều này là nó sẽ liên quan với cái đời sống của chúng ta hàng ngày rất là nhiều quý vị. Có nghĩa là ở trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta hãy mà chúng ta nhích qua một chút xíu là chúng ta bị chúng ta nhích qua một chút xíu là chúng ta dễ dàng chúng ta bị dướng vào, chúng ta bị vướng vào cái thân kiến. Thân kiến ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình chấp, mình chấp thủ, mình chấp thủ vào sắc nè, thọ nè, tưởng nè, rồi hành rồi thức. Có nghĩa là mình chấp vào những cái gì mà ở trong cái thân này của mình. Đó, mình chấp vào. Mà tại sao mà mình chấp vào những cái điều này? Là tại vì là mình không có học, mình không chịu học. Ở đây chúng tôi nhớ cái cụm từ mà gọi là vô văn phàm phu, vô văn phàm phu, không hiểu rõ các bậc thánh, hoặc là không thần thục các pháp của bậc thánh. Có nghĩa là đã phàm phu rồi đó, còn vô văn là có nghĩa là như thế nào quý vị? Thí dụ như bây giờ chúng ta không có hiểu, chúng ta không có hiểu được sắc quẩn là gì, tưởng quẩn là gì hết, thì gọi là chúng ta là phàm phu rồi, gọi là chúng ta phàm phu đó. Hoặc là chúng ta không có thấy cái sự sanh diệt của danh pháp sắc pháp thì gọi là chúng ta là phàm phu. Hoặc là chúng ta không có chứng được thánh đạo thánh quả gì hết, thành ra gọi là chúng ta là phàm phu. Nhưng mà ở đây gọi là vô văn phàm phu. Vô văn phàm phu là như thế nào quý vị? Có nghĩa là những người này chẳng những mà không biết mà còn không có chịu đi học nữa. Không biết mà không chịu đi học, không biết mà không chịu tìm hiểu, mà ngược lại mà còn bị rơi vào cái sự mà cho mình đây là cái người mà giỏi nữa, thành ra đó mới gọi là vô văn phàm phu. Vô văn phàm phu thì tại sao mà bị vướng vào cái thân kiến này quý vị? Có nghĩa là do mình không chịu học hỏi, không chịu tìm đến những bậc thánh để mà học hỏi, rồi học hỏi các pháp bậc thánh vân vân đó. Rồi thành ra lúc đó chúng ta xem sắc như là tự ngã, hay xem là tự ngã của chúng ta như là có sắc, hay là xem sắc như là trong cái tự ngã, hay là xem tự ngã như là trong sắc. Thì thật sự ra đó, cái này mới đầu chúng ta nghe vô chúng ta cũng rất là mệt, chúng ta thấy rất là khó quý vị. Nhưng mà chúng ta là chúng ta phân tích ra từ từ là chúng ta sẽ hiểu được, chúng ta sẽ hiểu được. Ví dụ như bây giờ thí dụ như chúng ta nói rằng là mình ở trong cái câu kinh này nói rằng là sắc quẩn là tự ngã, sắc quẩn là tự ngã. Đó, vậy thì chúng ta phân tích ra từ từng cụm từ. Đó, sắc quẩn là 28 sắc pháp, mà mắt, tai, mũi, lưỡi, rồi da gì đó, da gì của mình á, da tóc rồi này kia đó. Thì bây giờ đó, rồi tự ngã là cái gì?
tự ngã là tôi, mình cho là có cái tôi ở trong đó. Vậy thì mình thấy cái sắc quẩn á, là tự ngã, thì có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là mình nghĩ đến là mình có cái, mình có, mình nghĩ đến có nghĩa là mình có cái tôi của mình đó, mình có cái tôi của mình á, như cái tôi của mình nghĩ là tôi như là tôi đây là đất nước, ôi cái thân này đất nước lửa gió hợp thành. Cũng như quý vị biết hồi xưa mà hồi đó mà chúng tôi mới tìm đạo đó, mới tìm biết đạo đó, có những cái vị đó đó nói thôi ăn no xong rồi ngồi ăn no rồi ngồi quay mặt vô cái vách đá để mà chuyên tâm thiền, chiêm nghiệm về thiền đồ này kia. Thì lúc đó chúng tôi mới nghĩ rằng ủa sao mà cái vị đó nói kỳ vậy. Lúc đó, mình mới nghĩ rằng sao cái vị này mà nói gì kỳ vậy. Cái vị này ở trong một cái phòng, một cái nhà đàng hoàng mà cứ nói rằng là tôi ăn xong rồi á, tôi lên tôi quay mặt vào cái vách đá để mà tôi chiêm nghiệm về thiền. Thì lúc đó chúng tôi mới không có hiểu quý vị, chúng tôi không hiểu là cái ngụ ý của quý vị nó nói là cái gì. Nhưng mà sau này á, mình hỏi quý vị đó, ủa sao tôi thấy thầy á là ăn xong là thầy vô trong phòng thầy, chứ đâu có ở trong phòng, nó đâu có cái vách núi đá gì đâu mà thầy nói rằng là thầy quay vô cái vách núi đá đó. Thì cái vị đó mới nói rằng là coi như là cái núi đá đó là cái thân tứ đại này nè, là cái thân này nè, là đất nước lửa gió đó đó. Thành ra quý vị thấy không, nhiều khi mình nghe mình không biết, mình không biết là mình tưởng cái vị đó ăn xong rồi đi lên núi, cũng như là ngồi quay mặt vô cái vách đá, cái vách đá ở trên núi á để mà tu tập. Mình nghe cái sự tinh tấn nó thấy ghê, nghe cái sự tinh tấn nó ghê quý vị. Thì chúng tôi muốn kể cái câu chuyện này ra để mà chúng tôi muốn thí dụ rằng là thấy cái sắc quẩn là tự ngã. Thì quý vị thấy rằng sắc quẩn là đất nước lửa gió này nè, đó, tự ngã là cái tôi nè, cái tôi nè, đó. Thành ra khi mà chúng ta phân tích ra gì đó, chúng ta sẽ hiểu được cái cụm từ này đó. Rồi nếu mà nói về tiếp theo nữa là nói là nhận thấy tự ngã có sắc quẩn. Nhận thấy tự ngã có sắc quẩn. Tự ngã là cái gì quý vị? Tự ngã là tôi. Thấy cái tôi, cái bản thân của mình nè, cái bản thân của mình nè. Rồi có sắc quẩn. Sắc quẩn là 28 sắc pháp. Vậy bây giờ đó, là chúng tôi nói là lúc này tôi mập lắm nè, lúc này tôi mập lắm, lúc này tôi trắng kẹo lắm nè, tôi trắng kẹo, tôi mập, tôi đẹp lắm đó. Đó thì có phải là tự ngã có sắc quẩn không? Có phải là tự ngã có sắc quẩn không quý vị? Đó, thật ra đó, chúng ta phân tích ra từng cái cụm từ đó, có nhiều cũng khổ cái này á. Có nhiều khi á quý vị biết không, mình phân tích á thì người ta nói là sao mà phân tích mà nó chi tiết quá, còn không phân tích á, có nhiều khi á thì người ta nói sao nó khó quá. Tự nhiên cái gì mà sắc quẩn là tự ngã, rồi tự ngã có sắc quẩn, là nói một khoảng lùng mùng một tay. Nhưng mà khi mà phân tích ra đó như vậy á thì quý vị mới nhớ. Rồi, có thể là chúng ta nhớ một chi tiết cũng được. Chúng ta nhớ một cái chi tiết cũng được. Tại sao ở trong kinh nói rằng là tự ngã có sắc quẩn? Rồi, mình phân tích ra tự ngã là cái tôi của mình nè. Đó, cái tôi của mình nè, có sắc quẩn. Đó, vậy thì có nghĩa là những cái lúc nào, những cái lúc mà mình nói là tôi lúc này tôi mới giảm cân á, tôi giảm cân được rồi, thành ra bây giờ coi như là nó vừa ốm lại, nó vừa ốm mà nó vừa trắng lại, nó đẹp hơn lúc trước đó. Thì trong cái này gọi là tự ngã có sắc quẩn, tự ngã có sắc quẩn. Rồi có khi á mình lại thấy rằng coi như là cái sắc quẩn mà nó trong tự ngã nữa. Sắc quẩn trong tự ngã nữa có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là cái lúc nhiều khi mình muốn đi, hoặc là mình muốn nằm, hay là mình muốn uống nước gì đó, thì lúc đó đó là mình có cái ý muốn đó, nhưng mà mình lại cho rằng là mình có cái
Hãy mà mình muốn mình muốn làm như vậy là làm được liền. Tôi muốn đi là tôi đi, là cái như là cái thân này nó phải nghe lời tôi, nó nghe lời theo tôi, nó đi đó. Thành ra những cái sự suy nghĩ, những cái sự suy nghĩ như vậy đó là chúng ta rơi vào thân kiến. Có nghĩa là chúng ta nhận thấy rằng là có lúc đó thì chúng ta có cái tự ngã, có lúc đó thì tự ngã nó ở trong sắc, vân vân. Có nghĩa là chúng ta không có biết là do cái tứ đại nó hiệp, do nó đầy đủ cái nhân duyên. Bây giờ mình muốn đi rót một cái ly nước mình uống là do nó có nhiều cái duyên để mà nó hợp thành. Chứ không phải là tôi muốn, không phải là tôi muốn mà tôi được đâu. Đó, có nhiều người đó, quý vị thấy rằng là tự nhiên họ bị tai biến, hoặc là tự nhiên họ bây giờ mà muốn uống nước nhưng mà không ai lấy cho mình uống. Bây giờ mình bệnh, mình ngồi mệt chỗ rồi nhưng mà không ai lấy cho mình uống hết. Đó, thì là tại sao quý vị? Là tại vì nó cái nhân duyên á, nó không có đủ nhân duyên để cho mình thực hiện cái chuyện đó. Còn bây giờ á, mình thực hiện được cái chuyện đó, tôi đi làm một ly nước cam tôi uống, tại vì bây giờ tôi có cam, rồi tôi có đầy đủ cái vật liệu ở trong đó, rồi tôi cũng đầy đủ sức khỏe, đầy đủ tinh thần, thành ra tôi đi làm, tôi uống được, tôi làm tôi uống được đó. Nhưng mà mai mốt về sau á, mình không đủ nhân duyên, không có cam, hoặc là có cam mà không có đường, hoặc có đường mà không có cái tâm để mà làm đó. Thành ra do vậy mà chúng ta thấy rằng là không phải là cái tự ngã của mình muốn là được, nhưng mà do nhiều cái nhân duyên nó hợp thành, thành ra chúng ta mới thực hiện được cái đó. Còn mà mình cứ vướng vào một cái ý của mình không á, thì mình sẽ rơi vào thân kiến. Hoặc là tiếp theo á, là quý vị thấy rằng là nói rằng là nhận thấy cái tự ngã trong sắc quẩn. Tự ngã trong sắc quẩn có nghĩa là sao? Có nghĩa là có nhiều người người ta nói nghe như là rất là hay, hoặc là tu rất là cao, người ta có cái nhận định do tôi thấy cũng nhờ có cái thân này nên nhờ có cái thân này, do nương vào cái thân này nên tôi tạo cái thiện nghiệp, hay là cũng tại cái thân này hồi xưa thiếu sự hiểu biết này kia rồi tôi mới làm những cái ác nghiệp đó. Nó có nghĩa là nói chung là cứ nghĩ rằng là tại có cái này, tại có cái này mình, tại cũng như là có cái hoàn cảnh đó mình mới thực hiện cái điều kia đó. Mình cứ có lúc á, thì mình đổ thừa vô cái tôi của mình, có lúc á, thì mình đổ thừa vô cái thân của mình, cái sắc quẩn của mình đó. Thành ra đó, chính vì vậy đó mà quý vị thấy rằng là chúng ta bị rơi vào thân kiến. Thì đối với sắc quẩn, mình có những cái điều đó, mình có những cái tư tưởng đó thì là nó lọt vào cái thân kiến. Hoặc là đối với cái thọ quẩn cũng vậy, đối với ví dụ như là giờ mình nói về thọ quẩn thì những cái lúc nào mà mình rơi vào thân kiến, quý vị, ví dụ như giờ là mình ở trong cái bài kinh này là nói thấy thọ quẩn là tự ngã. Vậy thì cái thọ quẩn là tự ngã là như thế nào? Thọ quẩn là tự ngã có nghĩa là cái cảm giác và cái tôi. Vậy thì cái cảm giác và cái tôi là ở trong đời sống mình xảy ra thường ngày nó như thế nào? Có nghĩa là lúc đó chúng ta sẽ nói hôm nay tôi buồn, hôm nay tôi chúng ta sẽ nói hôm nay tôi buồn, hôm nay tôi buồn mà tôi không biết vì sao tôi buồn, tôi vui mà tôi cũng không biết vì sao tôi vui nữa. Hoặc là tôi lúc này cái trạng thái của tôi là thản nhiên lắm, tôi gặp nghịch cảnh hay thuận cảnh gì tôi thản nhiên lắm đó. Thì cái này nó cũng rơi vào nó rơi vào cái gì? Thọ quẩn là tự ngã đó. Tự ngã có nghĩa là tôi đó. Thọ có nghĩa là cái sự mà lãnh nạp một cái trạng thái gì đó, cái trạng thái đau hay là cái trạng thái vui hay là cái trạng thái buồn đó. Thật sự ra đó, quý vị thấy rằng á, khi mà chúng tôi thí dụ những cái điều này cho quý vị nghe đó, là coi như là hàng ngày là chúng ta bị rơi vào cái gì quý vị? Chúng ta bị rơi vào thân kiến hết.
À, sắc quẩn, thọ quẩn, cái gì chúng ta cũng chấp hết đó. À, cái gì chúng ta cũng chấp hết đó. Rồi, thấy tự ngã có thọ quẩn. À, thấy tự ngã có thọ quẩn là có nghĩa gì? Tự ngã có nghĩa là tôi. Thọ quẩn có nghĩa là bị đau hay là được vui gì đó. Đó, vậy thì bây giờ tôi bị nhức cái răng quá. À, tôi rất là vui thích khi gặp lại bạn. À, tôi rất là vui thích khi mà gặp lại cô, gặp lại chú, vân vân. Đó thì đó gọi là tự ngã có thọ quẩn. À, tự ngã có thọ quẩn có nghĩa là tôi lãnh nạp cái gì đó. À, tôi nhận lãnh một cái trạng thái, một cái cảm thọ gì đó. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong đời sống của mình á, là có vướng vô không? Vướng hết. À, vướng vô hết. À, có nghĩa là đối với đời sống hàng ngày đó, là coi như là bởi vì mình mới nói rằng là khi mà học pháp á, đời sống hàng ngày của mình thì sao quý vị? Toàn là bắt những cái pháp chế định thôi. À, toàn là bắt những cái pháp tục đến. Chỉ trừ ra những cái vị nào mà nói chung là có cái tinh thần tu tập về thiền quán Vipassana. À, và nhớ được những cái ngũ quẩn này, những cái trạng thái này, những cái tâm này đó. À, thì coi như đó là trong ngày thì cũng được vài phút. À, vài phút, 5-10 phút gì đó, tùy theo cái năng lực, cái sự nỗ lực của cái người đó. À, mà người ta còn quán xét được. À, người ta quán xét được cái trạng thái, cái điều này, điều kia. Chứ khi mà mình mà bỏ cái phương pháp đó ra rồi á, là toàn là chúng ta bắt vào cái pháp thế gian thôi. Đó, quý vị thấy rằng ngay cả quý vị thấy rằng có lúc á, mình học mà mình biết vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà lát mà bước ra coi quỷ ma nào lấy đôi dép tôi đâu mất tiêu rồi. À, dép tôi ở đây chó nó tha rồi hay là cái gì đó. Thành ra quý vị thấy rằng á, có khi á, mình nói về vô thường, khổ, vô ngã rất là nhiều, nhưng mà mất cái gì đó thuộc về của mình, hoặc ai đụng chạm gì đó về thuộc về mình, là coi như là lúc đó là mình nổi sân lên, mình nổi sân lên tam bành lục tặc với người ta. Đó, thành ra ở trong bài kinh này á, thật ra đó thì chúng tôi thấy nó khó thiệt, nhưng mà khi mà phân tích vô á, thì mình thấy mình rất là vui. Có nghĩa là nhờ những cái lớp học này đó, mà mình có cái sự suy xét, có cái sự mẫn như là mình nhìn lại ở trong tâm của mình. Mình nhìn lại ở trong tâm của mình, mình toàn là bị vướng vào những cái thân kiến này. Đó, thì mình thấy được như vậy đó, thì mỗi ngày mình gỡ ra một chút, mà giống như là mình bào, hoặc là thôi bây giờ giống như là mình coi như là cái nước sơn nó dày quá, mình lấy móng tay ngày mình khều chút xíu, mình khều chút xíu đó, thì dần dần này nó cũng phai, dần dần nó cũng mòn hơn quý vị. Thật sự ra thì quý vị thấy rằng á, đối với hồi khi mà đối với những người mà người ta còn trẻ đó, thì người ta không thấy được cái điều đó. Nhưng mà quý vị thấy rằng á, sau một thời gian á, mình có tuổi á, mình thấy bây giờ mình thấy cũng như là những cái laptop mình xài đi, mà cách đây mà 7-8 năm hoặc là 10 năm, mình nhìn những cái laptop đó là rất là xịn quý vị, nhưng mà theo năm tháng, theo thời gian á, đến nay nó cũng muốn rượu rồi. Thành ra quý vị thấy rằng đối với những cái vật này á, mà nó còn không có thường nữa, nó cũng không có thường nữa, thì làm sao mà những cái khác mà nó được thường còn. Đó, chính vì cái điều đó đó mà chúng ta nhìn, chúng ta suy nghiệm, rồi từ từ chúng ta mới tháo được những cái sự chấp thủ, chấp thủ ở trong sắc, chấp thủ ở trong thọ, chấp thủ ở trong tưởng cũng vậy. Đó, quý vị thấy rằng á, có người ta tưởng rằng người ta không có chấp thủ, người ta không có bị về cái chấp thủ về cái tưởng quẩn. Tưởng quẩn á, là quý vị thấy rằng á, là coi như là mình đều vướng luôn. Tưởng quẩn mình cũng vướng luôn. Đó, mình cứ cho mình nhớ nhà, tôi nhớ chùa cũ lắm. Tôi nhớ chùa cũ lắm, hoặc là tôi nhớ nhà lắm, tôi nhớ con lắm, tôi nhớ anh em, nhớ đến cha mẹ. Nói chung là mình cái gì mình cũng cho rằng là mình nhớ lắm. Đó, thì những cái điều này á, nó cũng đều bị vướng vào
mà nó đều bị vướng vào ở trong những cái thân kiến. Có người thì có người thì người ta thiên về cái tư tưởng, là có người ta thiên về tư tưởng. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta cho rằng là người ta là cái dòng họ tôi là Nho giáo, dòng họ tôi là Nho giáo, thành ra đó một cái gì cái nó cũng phải có môn đăng hộ đối, là môn đăng hộ đối đó, quý vị thấy không? Ở trong những cái bài kinh mà ở trong những cái bài kinh đó, ở trong nói về cái cô gái đó, đó là cái cô gái đó mà lấy chồng rồi bị sống đời sống rất là tốt, rất là hiền thục, nhưng mà cuối cùng cũng bị chồng bỏ đó. Thì quý vị thấy rằng trước tiên thì cha cô làm sao? Cha cô nghĩ rằng là mình là một cái nhà mà Nho giáo, có nghĩa là một cái nhà mà bậc trí, có trí thức, thành ra bây giờ mình gả con gái cũng phải là môn đăng hộ đối, là cái nhà nào nó cũng phải bằng cái nhà mình hoặc là hơn cái nhà mình. Rồi sau đó thì ông thấy rằng là con gái ông về nhà chồng sống một thời gian không có lâu, rồi cũng bị người chồng đuổi về. Rồi ông mới nghĩ là thôi bây giờ mình hồi đó mình lựa môn đăng hộ đối, rồi nó về hai bên nó cũng đồng căn với nhau, thành ra họ cũng không có thương con gái mình, thôi giờ mình lựa cái thằng nào mà nó nghèo hơn nhà mình cấp đi, nó nghèo hơn nhà mình cấp đi, rồi mình gả chắc có lẽ nó cũng vì cái tài sản đó mà nó thương đó. Rồi nhưng mà cuối cùng lần thứ hai đó cổ cũng bị đuổi về. Rồi bây giờ ông nói rằng là sáng mai mà gặp thằng nào là gả cho thằng đó, sáng mai gặp thằng nào đầu tiên là gả cho thằng đó, không cần mà môn đăng hổ đối, không cần gì hết. Thì sáng hôm đó ông mở cửa ra thì ông gặp ăn mày, rồi ông cũng đã cái quyết tâm của ông vậy, rồi ông mới gả cho ăn mày luôn. Rồi cuối cùng sao quý vị, ăn mày cũng nói thôi, bây giờ cho tiếp tục nó đi ăn mày, nó không có sống với cô đó được đó. Thì ở đây là cái nghiệp của cái cô đó là do ở trong quá khứ, ở trong quá khứ là tối ngày cứ sỉ mắng sầm xì to nhỏ với một cái người vợ lớn mà có đức hạnh hơn mình, một cái cũng như là lúc đó vợ lớn vợ nhỏ đó, mà cứ tối ngày cứ soi mối rồi nói xấu cái người mà có đức hạnh, thành ra do vậy mới bị cái nghiệp đó đó. Thì nhưng mà cái đó chúng tôi chỉ nói cho quý vị nghe là tại sao mà cái người đó bị bất hạnh vậy thôi. Nhưng mà ở đây muốn nói rằng là quý vị thấy rằng là ông này ông cũng chấp về cái hành quẩn, chấp ông bị vướng vào cái thân kiến, nhưng mà ông thiên về cái hành quẩn, có nghĩa là bây giờ là mình phải môn đăng hổ đối, hở tới là môn đăng hổ đối đó. Mình coi như là nhận thấy cái hành quẩn là tự ngã, mình là cái nhà quý tộc, mình là cái ta là cái bậc thông minh, ta là bậc quý tộc, thành ra phải tìm môn đăng hộ đối là quý tộc đó đó. Thì quý vị thấy rằng có người dướng bị chấp vào cái sắc, có người thì bị chấp vào cái thọ, có người thì bị chấp vào cái tưởng, có người thì bị chấp vào cái hành đó. Rồi có người thì chấp vào cái gì, vì cái thức, là cái thức quẩn, có nghĩa là cho rằng đối với cái gì tôi già chứ tôi lúc nào cái tâm của tôi vẫn còn sáng suốt, tuổi thì già thiệt, khỏi đeo kiến nè đó, ra đứng thấy coi như là ai cũng đồng tuổi mình hết rồi, ai cũng đồng tuổi mình hết rồi, rồi mà ai cũng đeo cái kiến bự hết á, cái kiến to àm gì đó đó, thấy không, tôi nhiêu đây tuổi cũng chưa có đeo kiến đó. Mình nghĩ là mình còn thường hàng như vậy, nhưng mà cái điều này nó không phải là như vậy quý vị. Do mình còn cái duyên là mình còn cái sức khỏe, rồi mình có cái trong cái sức khỏe đó, đối với cái cặp nhãn của mình là cái cặp mắt của mình là do nghiệp ở trong quá khứ mình tạo một cái nghiệp gì đó, bây giờ là nó còn cái tuổi thọ, nó còn cái sự bảo trì vân vân đó, chứ không phải là mình muốn là được đâu. Quý vị thấy rằng có nhiều người người ta chỉ hồi lúc trước chúng tôi ở trên núi,
Có nhiều người ta chỉ chúng tôi đi tu luyện những cái phương pháp mà luyện thần á. Người ta nói rằng là luyện thần á, là để cho mắt mình đến bảy mấy 80 tuổi á, cũng khỏi cần đeo kính. Thì cái điều đó nó có quý vị. Nhưng mà có người luyện được, có người luyện không được. Bây giờ cái người đó quý vị thấy rằng ở trong quá khứ á, mà cái nghiệp của người ta, cái nghiệp sát sanh, như là cái nghiệp mà cứ đập đầu cá hoài, đi sát sanh được không à. Bây giờ sao mà luyện được cái môn đó quý vị. Đó, cũng như quý vị thấy rằng xuống nát các tá. Bạch Đức Thế Tôn dạy con luyện về thiên nhĩ thông. Đức Thế Tôn nói không được. Đó. Rồi xuống nát các tá nghĩ rằng là Đức Thế Tôn chắc không có thiên nhĩ thông, thành ra không có chỉ mình, không có dạy cho mình. Đó, nhưng mà xuống nát các tá không biết rằng ở trong quá khứ của mình, ở trong quá khứ của mình là đã tạo cái nghiệp là ác nghiệp, mình búng cái hạt sạn vô lỗ tai của một cái vị Phật độc giác. Đó, thành ra đó, ở đây chúng tôi nói về cái trở lại cái vấn đề á, mình chấp về cái thức quẩn này. Có nghĩa là có lúc á, quý vị biết rằng cái tâm của mình á, cái tâm của mình á, mình có một cái gì đó, cặp mắt mình nó sáng, hay là mình lớn tuổi rồi, nhưng mà thân hình mình vẫn còn vạm vỡ rồi này kia. Đó, thì mình cũng chấp thủ vào cái đó. Đó, thì quý vị thấy rằng á, ở trong cái từ đầu á, là nói về cái ngũ quẩn, nói về lấy cái ngũ quẩn này á, là do những cái tham muốn, những cái dục mà nó làm cái thức ăn cho cái ngũ quẩn này. Rồi từ đó đó, chúng ta thấy rằng mình được phân tích thêm, về đối với cái sự chấp về cái ngũ quẩn này á, như thế nào mà gọi là thân kiến. Chúng ta có cái sự mà xem sắc là tự ngã, hay là tự ngã có sắc, hay là sắc trong tự ngã, hay là tự ngã trong sắc, rồi đến thọ tưởng hành thức cũng vậy. Đó là chúng ta thấy rằng do mình chấp vào những cái điều này mà chúng ta vướng vào thân kiến. Mà nếu mà chia ra nữa đó, thì chúng ta thấy rằng là có người á, là vướng vào đủ luôn năm cái loại này. Đó, có nghĩa là quý vị thấy rằng á, có người á, là vướng vô, hãy mà nhắc tới cái thân này á, thì cũng chấp vào cái thân này. Mà nhắc tới á, cái cảm thọ đó, thì cũng chấp vào cái cảm thọ. Nhắc tới á, cái tưởng á, là cái sự nhớ, tôi nhớ dai lắm, không có qua mặt được tôi đâu. Đó, không có qua mắt được tôi đâu. Đó, thành ra có người là coi như là chấp, chấp sắc, chấp về cảm thọ, chấp về những cái sự nhớ, cái tưởng của mình, rồi chấp vào những cái hành động của mình, chấp vào cái tâm của mình luôn, cái thức quẩn của mình đó. Rồi có người thì thiên, cái người thiên về thôi, bây giờ mà nói tôi dốt kệ, nhưng mà miễn sao tôi đẹp là được rồi. Nếu mà nói tôi dốt cũng chịu, tôi học không có cao, nhưng mà được cái là tôi đẹp, được cái tôi đẹp hơn. Đó, thành ra có người thì thiên mạnh về cái sắc quẩn, có người người ta thiên mạnh về cái sắc quẩn, nhưng mà chấp ở trong cái nào đó, chấp ở trong cái nào đó, thì quý vị thấy sao, cũng rơi vào thân kiến, mà hãy rơi vào thân kiến là còn khổ hoài. Nếu mà rơi vào thân kiến á, mà cái thân kiến này nó tác động mình á, mình làm những cái ác nghiệp á, giống như là mình cứ chê những cái bậc mà có giới đức, những cái bậc có ân đức, thí dụ như là cha mẹ, hoặc là những người trưởng thượng ở trong làng, ở trong gia đình mình, hoặc là những bậc xuất gia, vân vân, thì coi như là mình tạo những cái bất thiện nghiệp nó nặng nề. Đó, còn nếu mà mình không chấp vào cái ngũ quẩn này thì sao quý vị, thì chúng ta sẽ tìm đến những cái thiện pháp để mà chúng ta tạo, chúng ta tìm cách để mà chúng ta tu tập. Đó, thành ra đó, tiếp theo á, cái vị này mới hỏi Bạch Đức Thế Tôn, cái gì là cái vị ngọt của sắc, cái gì là cái nguy hiểm, cái gì là cái sự xuất ly của cái ngũ quẩn này. Nói chung là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì chúng ta gom chung lại là cái ngũ quẩn. Thì lúc đó Đức Phật đã trả lời cho cái vị tỳ kheo này nghe là cái lạc và hỷ. Lạc và hỷ, thường thường chúng ta thấy rằng đối với những cái cảm thọ, những cái sắc đẹp mà mình được gom chung lại, thô hay là tế,
xa hay là gần, quá khứ, hiện tại, vị lai, à, bất cứ những cái điều đó thì nó đều nằm ở trong cái diễn biến, à, nó nằm ở trong cái sự vô thường, khổ, vô ngã, à, mà nó bị biến hoại. Mà thành ra đó, lúc đó đó, quý vị thấy rằng á, là bây giờ ở đây á, là chúng ta, cái điều mà chúng ta đặt câu hỏi á, là mình đối với á, là đối với cái ngũ uẩn này đó, là do cái gì mà mình tham đắm cái vị ngọt á, à, cái vị ngọt á, có nghĩa là mình tham đắm, à, do những cái lạc thỉ đó. Hãy mà mình có lạc thỉ rồi đó, có thọ lạc, có thọ thỉ, có nghĩa là mình có những cái hạnh phúc rồi đó, à, thì mình đắm say. Rồi khi mà hết rồi á, mình đi tìm kiếm đó, tại vì nó ngọt mà quý vị. Cũng như có lần á, chúng tôi đọc ở trong một cái bài báo á, à, một cái vị bác sĩ nào ở bên Tây Phương á, à, họ nói á, là thật sự ra đó, là ở trong cái chất cơm á, mình ăn mỗi ngày đó, nó có cái chất đường, à, nó có cái chất đường, mà cái chất đường đó lại là một cái chất mà gây mình cho mình nghiện, à, gây cho mình nghiện. Thì khi mà chúng tôi trình bày á, chúng tôi kể cho người khác người ta nghe, người ta nói không phải đâu sư ơi, tại vì mình thèm. Nói trời ơi, trong khoa học người ta nói mình nghiện, giờ á, mà mấy vị nói là không phải, mấy vị nói là thèm, à, thì chúng tôi mới, thì ở trong khoa học không lẽ giờ người ta phân tích cho mình, không lẽ người ta viết cái chữ thèm vô trong đó, à, người ta phải viết cái chữ nghiện nha quý vị. Mà thật sự á, là quý vị thấy không, mình mà coi như là cái người Việt Nam mình á, cho nhịn ăn cơm chừng 5-6 ngày thôi, ngày mai mà sáng mà vẫn đi ngang cái quán cơm đi, à, vẫn đi ngang cái quán cơm tắm đi, cơm sườn bị chả đi, là coi như là họ thèm cơm liền, họ muốn ăn cơm liền đó. Bây giờ quý vị không tin, quý vị nhịn ăn cơm, quý vị ăn bún, ăn mì, ăn phở gì đi, nhưng mà 5-6 ngày quý vị không được ăn cơm đó. Thì ngày sáng mai mà ai dẫn mình đi ngang quán cơm coi, là tự nhiên là mình thèm ăn cơm liền đó. Mà nói là nghiện cơm không chịu, mà nói không có, tại vì do mấy ngày rồi mình không ăn á, thành ra mình thấy vậy mình thèm, mà mình thấy vậy thèm thì đó. Thì ở đây á, cái ở trong cơm nó có cái chất ngọt, có cái chất đường, có cái chất đường mà bác sĩ người ta phân tích á, cái chất đường nó làm cái chất đó làm cho cái con người mình nó nghiện ăn cơm. Thì cũng vậy, đối với cái ngũ uẩn này đó, cái chất mà làm cho mình nghiện á, là cái vị ngọt. Mà cái vị ngọt đó là cái gì? Cái lạc hoặc là cái hạnh phúc, cái hỷ lạc, cái hạnh phúc là cái vị ngọt đó. Rồi cái nguy hiểm đó là làm cho chúng ta đi tìm kiếm, à, chúng ta đi tìm kiếm bằng cái gì? Bằng cái hành động thiện, hành động bất thiện gì đó, thiện pháp, bất thiện pháp gì đó. Thành ra chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ tạo ra những cái uẩn ở trong tương lai, à, ngũ uẩn ở trong tương lai. Thành ra đó, ở trong cái câu kết đó, là Đức Phật đã hướng dẫn cho các vị tỳ khưu, à, này các tỷ kheo, sắc này là thường hay là vô thường? Vô thường, bạch Đức Thế Tôn. Những gì mà vô thường, khổ hay là lạc? Là khổ, bạch Đức Thế Tôn. Những gì vô thường, khổ, bị biến ngoại, có hợp lý chăng? Khi mà mình xem, à, cái này là tự ngã, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi, thưa không, bạch Đức Thế Tôn. Đó, thì quý vị thấy rằng cái câu kết, à, cái câu kết của Đức Phật đó, chúng tôi nghe mình thấy rất là hoan hỷ quý vị. Đó, là coi như là tất cả sắc thọ tưởng hành thức, à, đều là vô thường hết, à, đều là vô thường mà, à, đều là khổ hết, à, đều là không phải là, à, tự ngã, à, của mình. Đó, đến nỗi mà quá khứ, hiện tại, vị lai, nội ngoại, trong ngoài, à, thù thắng hay là thô xấu gì đó, à, nó cũng nằm ở trong vô thường, à, vô khổ, vô ngã. Do vậy á, mà một cái vị, à, khi mà chúng ta nhờ chúng ta có học ở trong Phật pháp, thì chúng ta có những cái giây phút, à, chúng ta khởi lên cái tâm mà yểm ly, có nghĩa là chúng ta ly tham đối với cái ngũ uẩn này, à, ly tham đối với sắc, ly tham đối với thọ, ly tham, à, đối với, à, tưởng, đối với hành, đối với thức, à, thì đến một cái lúc nào đó chúng ta đầy đủ, à, năng lực rồi, thì chúng ta mới có cái cơ hội, à, để mà chúng ta bẻ gãy, à, những cái, à, những cái dòng, à, những cái căm xe, à, sanh tử luân hồi, à, hoặc là,
bẻ gãy những cái tham, những cái chấp thủ để mà có cái cơ hội chấm dứt luân hồi. Thì nhờ đâu? Nhờ chúng ta nghe những cái bài pháp này, nhờ chúng ta biết được những cái chấp thủ về ngũ uẩn này, lần lần chúng ta biết được chúng ta là cái đối tượng của thiền quán để mà chúng ta quán xét, để mà chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, chúng tôi nhìn lại đồng hồ là bây giờ là 9:40 rồi, cũng sám hối với chư tăng, cáo lỗi với đại chúng mà cũng quá giờ của quý ngài quý vị. Con xin được giúp lời với phước này xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và chia điều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, với các vị chư thiên chúng sanh trong mạng vẫn luôn lo. Chào thưa quý trình đại đức trích. Bạch thưa tòa thầy siêu, không biết thưa tòa có ở trước máy không? Nếu thưa tòa có mặt ở trước máy xin chỉnh thưa tòa, hoan hỷ cho đáp án câu trách nhiệm số 1. Giờ mời quý Phật tử trả lời cho cô trách nhiệm số 1. Chứng quẩn được hiểu với ý nghĩa là sau đây. Chứng quẩn có là một nhóm một khối thôi. A là tất cả sắc hay thọ hay tưởng hay hành hay thức gì ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần, ngoại phần, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, gồm tất cả gọi là quẩn. B là bao gồm những gì giống nhau về trạng thái, về hành tướng, phân sự. C là những gồm những gì kết hợp nhau trong một sát na. D là những gì cùng hiện hữu. Thì chúng ta thử hiểu của chữ quẩn là giống là khối. Như vậy là được định nghĩa trong phạm trù nào, ở trong bốn phạm trù đó. Xin mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh thì tòa thầy sư quan hiện cho đáp án. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, đã được Đức Thế Tôn người định nghĩa ở trong cái bài kinh này rất là rõ. Ở đây chúng ta loại trừ hai cái điều si và đi. Bây giờ chúng ta chỉ còn có hai điều là AP điều A cũng tức là bất cứ sắc quẩn nào thô hay tế quá khứ hiện tại vị lai thô gần ra tốc sâu vân vân cái đó chỉ là một cái sự liệt kê vì nếu như chữ quẩn được hiểu với cái ý nghĩa là
hay thọ hay tưởng hay hành hay thức. Quá khứ hiện tại vị lai đó. Thì cái đó chúng ta chưa nói đủ hết cái chủ quẩn. Mà ở đây chúng ta phải hiểu chủ quẩn là bao gồm những gì, nó có cái đặc tính giống nhau. Thí dụ như sắc, bất cứ sắc gì thuộc quá khứ hiện tại vị lai, nhưng mà nó có cái đặc tính gọi là rupana, rupana lakkhana, rupana lakkhana, tức là cái đặc tính của nó là tuy hoại, do cái điều kiện khắc nghiệt. Cái đặc tính của nó là gì? Còn thọ, cái đặc tính của nó là gồm tất cả những thọ gì? Khổ lạc ưu hỷ xã, xa gần, tốt xấu gì đó. Nhưng mà cái đặc tính của nó là hướng cảnh. Thọ là hướng cảnh. Tưởng là cái sự nhận biết cảnh. Chữ sanya tức là sanchanati là nhớ biết. Cái chữ tưởng ở đây đó, nếu chúng ta xài đâu nghĩa trong thường, chúng ta tưởng đâu là, chúng ta nghĩ rằng là tưởng có nghĩa là nhớ. Nhớ nhà, nhớ cửa, hay là nhớ quê hương, nhớ bản thân vân vân. Nhưng khi mà chúng ta nói đến tưởng quẩn là một thành phần ở trong bốn thành phần của dính động sanh, thì ở đây đó, khi mà nhãn thức biết cảnh sắc, nhận biết được cảnh sắc, thì do ở tưởng nó chặn lại những cái gì đã quen. Cho nên trong ba từ, cái chữ viññana là vichanati, và chữ sanya là sanchanati, và chữ panya tức là pachanati, nó đều cùng một ngữ căn, nhưng mà nó phối hợp với cái tiếng đồng ngữ biết hoặc sáng hoặc phát, cho nên chúng ta mới có cái chữ sanya, vinya năng hay là panya. Thì tưởng đó được gọi là nhớ biết. Cái nào cũng là biết hết, nhưng mà cái là nhớ biết, còn thức á, là nhận biết. Còn panya tức là hiểu biết, gọi là tuệ tri. Panya là tuệ tri, vinya năng tức là thức tri, còn cái là tưởng tri, cho nên là cái tưởng quẩn đó. Thì như vậy, tưởng quẩn là nhớ biết cảnh, còn hành quẩn ở đây là cái đặc tính của nó là tạo tác. Có tốt có xấu, có thiện có ác là hành quẩn. Còn thức quẩn
tức là cái sự nhận biết cảnh một cách đơn thuần, những cái cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, nên gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Cho dù là tâm nào đi nữa, nó cũng chung một cái đặc tính gọi là vichanana lakkhana, tức là nhận biết cảnh. Aramanam vichanana vichanati vinyana. Thì do đó ở đây là bao gồm cả những gì nó giống nhau về cái đặc tính, hay là nó giống nhau về cái tướng trạng lắc khả năng đó. Thì cái đó chúng ta sắp xếp thành nhóm, một tổng hợp, thì chúng ta gọi đây là chữ quẩn khanh thác. Cho nên nếu mà chúng ta chọn cái câu A, chúng ta định nghĩa quẩn là cái gì? Thủ quá khứ, hiện tại, vị lai, nội ngoại, thu tế, liệt thắng hay xa gần. Cái này là chúng ta chưa nói đủ nghĩa cho cái chữ quẩn. Và chúng ta phải nói là cái nào gồm những gì mà nó có cái đặc tính giống nhau. Cho nên đó, của cái câu 1 này thì chúng tôi cho đáp án là câu B. Các Phật tử chúng ta thì hầu hết là quý vị chọn câu A hết. Nhưng mà câu A nó chưa có nói hết cái nghĩa của chữ quẩn, thưa quý vị. Xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Sư. Sao thưa quý đức Tọa Thượng Sư, cũng thỉnh Thượng Tọa Thượng Sư trả lời cho đáp án của trách nhiệm số 2. Nhưng mà trước khi qua câu trách nhiệm số 2, thì xin thưa rằng rất xin lỗi quý Phật tử. Có đôi khi chúng tôi đặt câu thảo luận mà chúng tôi đặt không có chính xác lắm. Thực ra với cái câu thảo luận số 2 thì đáng lẽ là cả câu A và câu B đều đúng. Thông thường thì chúng ta hiểu chữ quẩn chỉ đơn thuần là cái gì mà đang hiện hữu như sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng mà trong cái định nghĩa của Đức Phật ở bài, trong bài kinh này đó, thì chúng ta nói rằng dù là thô hay tế không nhất thiết là giống nhau. Và thô nó đối lập với tế, thù thắng hay hạ liệt nó cũng khác nhau. Nhưng mà trong cái khác đó nó vẫn có cái giống, là về cái đặc tính của quẩn. Đó là ý nghĩa tại sao Thượng Tọa Thượng Sư còn coi trọng câu B. Nhưng mà ở đây câu A nó cũng vẫn đúng là như vậy, là ví dụ như là có những người ở trong cuộc sống họ luôn luôn nghĩ là quá khứ là đẹp, những cái gì hiện tại không đẹp. Hay có những người nghĩ là tương lai cái gì cũng đẹp, hiện tại không đẹp. Chúng tôi lấy ví dụ như họ nhắc về quá khứ, họ không dự tha xét với hiện tại. Nhưng mà thật ra quá khứ, hiện tại, tương lai đều có đặc tính giống nhau hết. Thật ra cái câu số 1 đó, thì chúng tôi nghĩ rằng nếu nó đúng thì cả câu A và B đúng. Nhưng mà cả câu A và câu B phải định nghĩa, phải giảng lại, như Thượng Tọa Thượng Sư đã từng giảng là thế nào là sắc thọ tưởng hành thức. Và chúng ta nhớ một điều rằng sắc quẩn dù thê thô hay tế nó cũng là sắc quẩn, nó cũng là quẩn. Dù là thù thắng hay hạ liệt cũng là quẩn. Vì đó là cái định nghĩa trong bài kinh này. Thành ra chúng tôi xin thưa một lần nữa là đây là cái lỗi của chúng tôi khi đặt ra câu hỏi không có chính xác. Và cũng nhân đây xin thưa rằng bài kinh hôm nay là bài kinh rất là quan trọng. Do vậy chúng tôi cố gắng để thưa với Chư Tăng là ngày mai này chúng ta không học bài kinh mới, mà chúng ta sẽ trở lại với bài kinh này với 10 câu thảo luận, 10 câu cắt nghiệm. Và hy vọng rằng với cắt nghiệm của ngày mai đó, chúng ta hiểu thật rõ bài kinh này. Thí dụ như là về thân kiến, mình chấp thế nào là sắc quẩn là ta, thế nào ta là sắc quẩn, thế nào thọ quẩn là ta, thế nào ta là thọ quẩn, hay là trong sắc quẩn có ta, trong ta có sắc quẩn chẳng hạn. Những điều đó phải hiểu một cách chính xác. Không hiểu một cách chính xác thì nó có vấn đề.
khi mình học Phật pháp, bài kinh này là bài kinh rất là quan trọng đối với cả pháp học và đối với cả pháp hành luôn. Bây giờ thì xin thỉnh sư tọa từ Siêu Quang Hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 2 và mời quý Phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm số 2. Điều nào sau đây cho thấy chỉ chấp thủ của bản ngã không có cơ sở khi nói về năm uẩn? A. Bản ngã thì phải hằng hữu trong lúc năm uẩn luôn luôn biến dịch. Thí dụ như là mình nhìn thấy một cảm thọ hay một hình ảnh nào đó, đây là tôi đó, nhưng mà cái tôi đâu phải nằm yên tại đó, mình thì có khi đẹp khi xấu, cảm thọ lúc vui lúc buồn. Thật ra bản ngã thì phải là hằng hữu, trong lúc đó thì rõ ràng là các uẩn thì có thay đổi. B là bản ngã chỉ có một, trong lúc sự hiện hữu của mỗi chúng sanh là kết cấu của nhiều thành tố. Ví dụ như là bây giờ mình mở cơ sở thương mại, mình chỉ một mình làm chủ thì gọi là mình làm chủ, nhưng mà rung khung hạp quá nhiều thì làm sao mà gọi là thì làm sao mình có làm chủ, mình chỉ là một cổ đông thôi. Phải nói rằng mỗi một cái quần sắc thọ tưởng hành thức đều là kết hợp của nhiều yếu tố. C là mỗi quần trong năm quần có tự tánh riêng, không có một quyền năng độc nhất nào làm chủ, có chủ quyền về tất cả hiện tượng. Ví dụ như là cái thân của chúng ta nó có cái bản chất riêng, nay bệnh mai đau vô thường chẳng hạn, thọ quẩn cũng vậy, tưởng quẩn cũng vậy. Đây là cả ba câu trên đều đúng. Mời quý Phật tử trả lời và kính trình sư tọa từ Siêu Quang Hỷ trở lại cho đáp án câu trắc nghiệm số 2. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, câu số 1 cũng vậy mà câu số 2 cũng vậy, chắc chắn là giữa chúng tôi và thượng tọa giác lãng không có đồng nhất với nhau về cái đáp án. Các Phật tử chúng ta thì trả lời đúng theo cái đáp án của thượng tọa giác đẳng, nhưng mà ở đây chúng tôi cái điều đó không sao cả, vì chúng tôi vẫn thích phân tích thôi. Thưa quý vị, điều nào sau đây cho thấy sự chấp thủ bản ngã không có cơ sở khi nói về năm uẩn? Câu A. Bản ngã thì phải hằng hữu. Trong lúc năm uẩn luôn biến dịch. Trong cái câu A đó, có lẽ là cái cách trình bày của thượng tọa giác đẳng khác chúng tôi. Chúng tôi thì không có chấp nhận được cái câu A, bởi vì nếu mà chúng ta cho cái vế đầu bản ngã thì phải hằng hữu, trong lúc năm uẩn thì biến dịch, thì nếu như vậy là đã vô tình chấp nhận có cái bản ngã, vì nói rằng bản ngã thì phải hằng hữu. Cho nên nếu nói ý nghĩa đó thì câu A không có chấp nhận được để mà đem so sánh đó.
nhưng mà cũng có thể chấp nhận được là khi nào mà một người mà họ cho rằng cái bản ngã là vĩnh hằng, cái linh hồn bất biến, thì chỗ đó đó thì chúng ta mới nói rằng nếu mà cho rằng bản ngã là vĩnh hằng, ngã có ngã trong năm quẩn, trong khi ngũ quẩn thì luôn biến dịch, thì cái câu A chúng ta lấy được trong ý nghĩa đó. Còn câu B đó, thì nói rằng bản ngã nó chỉ độc nhất, như là một cái chủ nhân ông, người ta chấp như vậy. Trong khi đó thì quẩn nó là cái pháp hữu duyên sapacaya, mỗi quẩn là một kết cấu của nhiều thành tố, cho nên nếu mà chấp ngã là quấn thì đó là sai, là không không có cơ sở. Câu C, mỗi quấn trong năm quấn có tự tánh riêng, không có quyền năng độc nhất và chủ quyền của tất cả hiện tượng. Cái ý nghĩa câu C đó thì hoàn toàn đúng trong cái lý vô ngã. Thường thì người ta nghĩ rằng có cái ngã, và cái này không phải là của ta, thì như vậy là chúng ta nghĩ rằng sẽ có cái của ta. Nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu trong cái vô ngã là như thế này. Vì rằng các cái quẩn hiện khởi nó đều có duyên, do duyên hệ và sinh, do cái này có mặt cho nên cái kia có mặt, cũng giống như lửa mình đã cháy là do nhiều cái yếu tố, nó có bổi, có cái chất dẫn, và khi mà người ta dùng hai cái vật để người ta đập vào nhau hay người ta cọ sát cho phát sinh lên lửa, thì do duyên cọ sát của hai cái thành phần nó nóng, khi nó nóng lên thì nó gặp bổi thì nó cháy rồi phát sinh lửa. Như vậy lửa không phải đơn thuần nó có từ ở trong cái cục đá này hay cái cục đá bên kia, mà nó chỉ là một cái sự kết hợp của nhiều duyên thôi. Sau khi phân tích được cái câu A, câu B, câu C theo cái cách đó đó, thì chúng ta mới thấy rằng là
cái sự chấp thủ bản ngã không có cơ sở. Khi nói thì tâm quẩn là ngã. Cho nên đáp án ở đây chúng tôi chọn câu D. Xin kính thỉnh thượng tọa Nhật Đản trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính trình thượng tọa Thiệt Siêu, và chư Thượng Đức và Thượng Quý Được Hữu. Ngày mai này chúng ta không học bài kinh mới mà chúng ta trở lại bài kinh này. Nếu mà chúng ta học được bài kinh này thì nó cũng rất là dễ dàng khi mà chúng ta học bài kinh Vô Ngã Tướng. Cái Vô Ngã Tướng thì nằm ở trong lục trạng và ở trong tăng chi, nên ở bài kinh này thì rất có lợi cho chúng ta đào sâu vào một số thuật ngữ, một số khái niệm rất là căn bản của Phật pháp. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của trung Phật pháp Buddhadharma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào trong để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Thầy Giảng. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, Từ Mẫn ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Trần Đạo, cảm ơn Quang Nguyệt. Dạ, con xin điềm khuyết cho thi chúng hôm nay. Sa thú lành thai. Con Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng đông trung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ Ngôn Nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lúc học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, và cảm ơn Quang Nguyệt và tất cả quý vị cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ. Con xin hồi hướng phước lành là khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường chuyển nhà nhà an cương. Chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân sa phang su lang ga la.
sapa deva sa sapa bhuta rupa vena soti hontu nirontaram hontu sapa nitu mangalam gavangalantu sapa deva sa sapa dhamma rupa vena soti hontu nirontaram hontu sapa nitu mangalam gavangalantu sapa deva sa sapa sangha rupa vena soti hontu sinh hoạt hôm nay đến đây là kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Bích Thá Thăm Má xin phép được đóng trưng trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bích Thá.